Mời cả nhà thư giãn cùng mùi trái cây nhé. Ôi cả nhà ơi, nguyên một bao nhiêu nhỉ? Mấy con gà tre nè, đẹp quá. Ủa mà cái lông nó đẹp quá ha. Cái con gà này nè, cái lông nó đẹp cực kỳ luôn. Nó có gáy không? Nó có gáy không? Vậy hả? Sao quay được trước nó gáy nhỉ? Vậy hả? Vậy hả? Nè, đó chứ nữa. Không có cánh nhưng mà nó không cánh. Ồ, nó ấp nữa hả? Nó đẻ xong nó ấp hả? Ồ, thích kìa. Mà cái con này sao chân nó lùn vậy hả? Ồ, ồ. Ôi thích nhỉ. Con nó hơi bấy bấy kìa. Con hơi bấy bưa. Ở quê Mùi á thì gọi là mấy con gà tre, còn mọi người gọi là gà gì hãy để comment cho Mùi nhé. Cả nhà ơi yêu thương hãy tặng cho Mùi một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.